Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng dệt may Việt Nam hiện đã có mặt tại trên gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với mức độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình qua các năm duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, ngay tại chính thị trường nội địa, các doanh nghiệp dệt may vẫn loay hoay tìm chỗ đứng, dù tiềm năng thị trường may mặc nội địa không hề nhỏ. Vậy, làm gì để có thể tiếp cận thị trường nội địa hiệu quả là câu hỏi đang đặt ra cho các doanh nghiệp dệt may. Nhiều năm qua, ngành dệt may Việt Nam luôn thành công trong việc đẩy mạnh xuất khẩu với mức tăng trưởng trung bình qua các năm từ 8 đến 10%. Xuất khẩu dệt may 10 tháng năm 2019 đạt 27,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên là một nỗ lực rất lớn của ngành dệt may Việt Nam, bởi đặt trong điều kiện kinh tế thế giới khó khăn, để đạt được con số trên phải thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp. Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp dệt may lại chưa chiếm lĩnh được sân nhà và các hãng thời trang nước ngoài đang giữ ưu thế. Nhận thức về vấn đề này, các doanh nghiệp trong nước đã không ngừng đầu tư cải tiến kỹ thuật, tăng cường khâu thiết kế tạo mẫu nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Mặc dù năm 2019 là năm cực kỳ khó khăn, như quý vị có biết là cái cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ nó ảnh hưởng rất lớn đến không những chỉ ngành dệt may Việt Nam mà toàn ngành dệt may thế giới. Tuy nhiên thì dệt may Việt Nam tự tin sẽ hoàn thành cái con số 40 tỷ đô cho cái kế hoạch xuất khẩu năm 2019 này. Đối với thị trường nội địa thì như quý vị biết đấy là một cuộc chơi rất là sức là khốc liệt. Trong năm 2019 vừa rồi thì riêng với tập đoàn dệt may Việt Nam, chúng tôi tiếp tục đưa thêm vận hành thêm một trung tâm thương mại về thời trang trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thì với cái tiềm năng của ngành dệt may nội địa, với chúng tôi đánh giá nó có khoảng độ 9 tỷ đô thì đây là một cuộc chơi sẽ rất là lớn. Thì với tập đoàn dệt may Việt Nam và ngành dệt may Việt Nam thì chúng tôi đánh giá là hoàn toàn vẫn tự tin, chúng tôi sẽ tìm ra những con đường riêng cho thời trang Việt Nam đến với công chúng Việt Nam theo những cái con đường của chúng tôi, với những cái thiết kế dành riêng cho người Việt Nam, phù hợp với người Việt Nam để hoàn toàn có thể tự tin trên sân nhà của chúng ta. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas, với dân số gần 100 triệu người, mức tiêu dùng hàng dệt may hiện nay chiếm từ 5 đến 6% chi tiêu của người dân Việt Nam, tương đương 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ, đã cho thấy đây là thị trường rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp dệt may. Các chuyên gia trong ngành cho rằng thị trường thời trang Việt Nam đang có những bước chuyển mình tích cực, không chỉ thể hiện bằng những bước đột phá trong thiết kế mà cả trong tư duy thời trang của khách hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dệt may cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nước ngoài, nhất là tình trạng hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan được gắn mác là hàng Việt, hàng hiệu và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Trước khó khăn này, nhiều doanh nghiệp cho rằng để có thể đáp ứng sản phẩm sản xuất nội địa với nguyên liệu nội địa thì doanh nghiệp ngành may phải chủ động tìm nguồn nguyên liệu trong nước. Đồng thời, các ngành chức năng cần có chính sách để quy hoạch, khuyến khích hỗ trợ ngành dệt, nhuộm phát triển nguồn nguyên liệu, bởi nếu không có nguyên liệu tốt trong nước thì không thể có hàng dệt may Việt Nam chất lượng cao để phục vụ cho người Việt Nam. Sản xuất xuất khẩu dệt may cũng có cái quy mô cũng đang phát triển khá nhanh. Thì tôi nghĩ rằng là cái dung lượng về thị trường dệt may của thế giới thì gần như cũng không thay đổi trong nhiều năm nay. Trong khi đó thì rất nhiều quốc gia người ta cũng thấy rằng ngành dệt may cũng là một trong những ngành có thể là phát triển tốt đối với nước họ, và người ta cũng tập trung vào đầu tư và thậm chí là chính phủ người ta hỗ trợ cho cái ngành này phát triển, cho nên cũng ảnh hưởng đến cái sản xuất xuất khẩu của chúng ta một phần. Cái xuất khẩu mà khó như thế thì cái thị trường nội địa cũng phải là vâng, thì từ trước đến nay thì ngành dệt may Việt Nam bên cạnh cái tập trung vào xuất khẩu, mở rộng thị trường và khai thác tốt những cái thị trường mà chúng ta đang có, thì chúng ta vẫn tập trung vào cái thị trường nội địa. Tuy nhiên cái thị trường nội địa thì của chúng ta thì cái dung lượng thị trường nội địa không lớn, và chúng tôi cho rằng trong cái thời gian tới thì ngành cũng sẽ tiếp tục tập trung vào khai thác cái thị trường nội địa này một cách có hiệu quả, bởi vì cái thu nhập, cái đời sống của người lao động, của người dân Việt Nam chúng ta ngày được nâng cao, và cái nhu cầu tiêu dùng về dệt may ngày một lớn, và nhất là vấn đề mà hiện nay thì vấn đề về thời trang, đặc biệt là giới trẻ người ta cũng rất muốn là có những sản phẩm mà hợp thời trang và đẳng cấp. Đấy, và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái đất để cho ngành dệt may Việt Nam tập trung khai thác và khai thác có hiệu quả.
Riêng đối với tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex, để phát triển thị trường trong nước, tập đoàn xác định lấy chất lượng là tiêu chuẩn hàng đầu. Hiện nhiều nhà máy của Vinatex đã tham gia vào chuỗi cung ứng cho dệt vải để có thị phần nhất định. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp vốn chỉ xuất khẩu cũng đang hướng vào thị trường nội địa với nhiều giải pháp cụ thể quyết liệt. Ví dụ như Tổng công ty May 10 đã có giải pháp phát triển thiết kế nguyên phụ liệu, tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nội địa. Ngoài việc đầu tư máy móc để nâng cao năng suất, chất lượng, doanh nghiệp cũng đã chủ động mở thêm nhiều điểm bán để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm. Bản thân May 10 chúng tôi cũng đánh giá là cái tâm lý xính ngoại hiện nay còn rất là ít. Thì nó ảnh hưởng rất lớn và tạo ra một cái cú hích rất lớn, không chỉ cho người tiêu dùng Việt Nam mà cho chính doanh nghiệp Việt Nam cũng phải ý thức được là người tiêu dùng Việt Nam chỉ sử dụng những sản phẩm chất lượng và trong ngành thời trang thì hợp mẫu mã và giá cả phải chăng thì người ta mới sử dụng. Ngay từ những cái chiến lược về sản phẩm, những cái nhà thiết kế cũng như là những người lao động của chúng tôi luôn luôn tâm huyết là mong muốn đưa ra cái sản phẩm chất lượng tốt nhất đối với người tiêu dùng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, ngành dệt may sẽ tìm ra con đường riêng để thời trang Việt Nam đến với người tiêu dùng trong nước bằng những thiết kế phù hợp với người Việt để có thể khẳng định vị thế ngay trên sân nhà. Hiện tập đoàn dệt may Việt Nam đang tập trung nghiên cứu bộ thiết kế cho người Việt, chất lượng phù hợp với người Việt, phù hợp với từng phân khúc trong ngành dệt may để khẳng định những sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra đảm bảo về chất lượng, giá cả phù hợp, có khả năng cạnh tranh cao. Trong năm 2020 này sẽ xuất hiện thêm một thương hiệu Uniqlo trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì với tập đoàn dệt may Việt Nam và ngành dệt may Việt Nam thì chúng tôi đánh giá là hoàn toàn vẫn tự tin. Chúng tôi sẽ tìm ra những con đường riêng cho thời trang Việt Nam đến với công chúng Việt Nam theo những cái con đường của chúng tôi với những cái thiết kế dành riêng cho người Việt Nam, phù hợp với người Việt Nam để hoàn toàn có thể tự tin trên sân nhà của chúng ta. Ông chia sẻ một chút là về những con đường riêng đấy sẽ tập trung vào những chúng tôi sẽ nghiên cứu và đi vào những cái bộ thiết kế riêng cho người Việt Nam, nguyên liệu có chất liệu phù hợp với người Việt Nam, phù hợp với từng phân khúc trong cái phân khúc của ngành dệt may để chúng tôi tự tin rằng là những cái sản phẩm của chúng tôi đưa ra đảm bảo về chất lượng, về tiêu chí đầu tiên là chất lượng, về giá cả hoàn toàn phù hợp với con người Việt Nam, với vóc dáng người Việt Nam và với văn hóa người Việt Nam. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, để tiếp cận hiệu quả thị trường nội địa, các doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược mạng lưới kênh phân phối, tích cực hơn trong chinh phục người tiêu dùng bằng cách đầu tư cho thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm và cơ cấu lại giá thành cho phù hợp. Song song với đó, doanh nghiệp phải chuẩn hóa trong quan điểm tư tưởng, phương pháp phục vụ, bắt kịp xu thế thời trang, xây dựng và khẳng định thương hiệu, tạo sự tin tưởng đối với khách hàng.